Một sản phẩm K360 vừa lắp đặt tại shop Đăng Phương Auto. Rất rõ nét trên chiếc Ford Ranger bản 3.2 ạ. Chúng ta có thể nhìn toàn cảnh xe, hoặc có thể cần khi bên phải hoặc bên trái bằng xi nhan. Ngoài ra thì cũng sẽ có nút gọi ở đây ạ. Cần khi chúng ta gọi lên hoặc là giữ này sẽ về màn hình chính. Cần thì chúng ta có thể gọi lên. Đây là số lùi ạ. Đây, chúng ta sẽ đánh lái. Rất an toàn mà khi mà sử dụng trong những cái cung đường nhỏ hẹp, hoặc là những chị em dùng trong tay lái mới chưa quen với kinh nghiệm ngoài đường. Phía trước, phía sau rất rõ nét ạ. Các bác cần tư vấn hỗ trợ hoặc là muốn sử dụng sản phẩm này thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ.